Bây giờ chúng ta bắt đầu ôn tập bằng việc giải đề kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa học khối 10 năm học 2015-2016. Đề gồm hai phần, phần trắc nghiệm 20 câu và phần tự luận gồm 3 câu. Câu thứ nhất, đặc điểm nào là sai khi nói về nhóm halogen? A. Nguyên tử dễ thu thêm một electron. Đây là đặc điểm đúng hay là phát biểu đúng? Bởi vì như ta biết, nhóm halogen với 7 electron lớp ngoài cùng theo cấu hình NH2 NB5. Do có 7 electron lớp ngoài cùng nên các halogen dễ thu thêm một electron để được lớp ngoài cùng có 8 electron bảo hòa bền vững. B. Tác dụng được với hydro tạo thành hợp chất có liên kết cộng hóa trị. Thí dụ như trong các halogen tiêu biểu là clo, khi kết hợp với hydro tạo ra hợp chất HCl. Trong HCl, liên kết giữa hydro và clo là liên kết giữa hai phi kim khác nhau, nên liên kết giữa chúng là liên kết cộng hóa trị có cực. Vậy B là một phát biểu đúng. C là chất khí ở điều kiện thường. Đây là phát biểu sai và được chọn. Do trong các halogen ở thể khí chỉ có fluor và clo. Halogen brom là chất lỏng và halogen iod là chất rắn. Phát biểu D, lớp ngoài cùng có 7 electron thì đúng, tương tự như phát biểu A ta đã trình bày phía trên. Ta sang câu số 2. Trong các chất khí sau, chất khí có màu vàng lục. Trong các chất khí đề bài cho, chỉ có khí clo là chất khí duy nhất có màu vàng lục. Các chất khí còn lại đều không màu. Câu số 3. Clo ẩm có tính tẩy màu là do, như ta biết, clo phản ứng được với nước, do đó trong clo ẩm là có nước nên xảy ra phản ứng giữa clo với nước. Clo phản ứng một phần với nước để tạo ra sản phẩm là HCl, HCLO. Và trong dung dịch sẽ còn clo dư. Các thành phần trong dung dịch này thì trong đó chứa HCLO là chất oxy hóa mạnh nên có tính tẩy màu. Với các đáp án thì đáp án B đang thỏa mãn. Câu số 4. Cho các phản ứng sau với 5 phản ứng từ A đến E. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxy hóa. Thì tính oxy hóa với HCl là chứa nguyên tố có khả năng giảm số oxy hóa. Trong HCl thì hydro cộng 1 có khả năng giảm xuống không, trạng thái không. Còn nguyên tố Cl số hóa trừ 1 không giảm được nữa. Như vậy, tính oxy hóa của HCl thể hiện qua nguyên tố hydro giảm xuống không, tức là khí hydro, nên ta sẽ chọn các phản ứng tạo ra khí hydro, quan sát có phản ứng B và phản ứng D thỏa mãn. Có hai phản ứng nên đáp án B được chọn. Câu số 5. Axit chlorhydric có thể phản ứng được với các chất trong dãy nào sau đây? Axit chlorhydric là một axit mạnh tiêu biểu. Ở đáp án A, tôi quan sát có đồng là kim loại đứng sau hydro nên không tác dụng với axit chlorhydric. Ở đáp án C, có kim loại bạc tương tự. Ở đáp án B, ta có lưu huỳnh là phi kim, các phi kim không tan trong axit chlorhydric loãng. Do đó đáp án D được chọn. Kiểm tra với đáp án D, bạc nitrat được chọn do phản ứng trao đổi tạo ra kết tủa AgCl. CuO là oxit bazơ nên được tan dễ dàng trong axit. BaOH 2 lần là bazơ nên tan dễ dàng trong axit. Kẽm là kim loại đứng trước hydro. Câu thứ 6. Hòa tan hoàn toàn 20 g hỗn hợp magie và sắt bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí điều kiện chuẩn và dung dịch ít. Cô cạn dung dịch ít thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Diễn biến của phản ứng của bài toán có thể được tóm tắt như sau.
Ta có hai kim loại, magie và sắt. Tan hoàn toàn trong HCl để tạo ra hai muối tương ứng là magie loruro và sắt 2 loruro, giải phóng khí hydro. Về số liệu, hai kim loại ban đầu là 20 g. Số liệu thứ hai là số liệu về thể tích khí hydro, ta sẽ đổi ra mol được là 0,5 mol. Số liệu cần tính là khối lượng của hai muối. Kỹ năng thi giải bài này, với phản ứng biết rõ công thức chất và có hai số liệu thì ta phải nhanh chóng hình dung, ta sẽ dùng bảo toàn khối lượng để tìm số liệu thứ tư còn lại. Như vậy, quan sát biến đổi ta thấy cần phải tìm được mol của HCl. Mol HCl được tìm từ số mol của một chất đang có là hydro và HCl liên quan đến hydro qua nguyên tố hydro. Như ta biết, mol khí hydro là 0,5 thì tương ứng với mol H trong hydro là 0,5 nhân 2, tức là 1 mol. Và mol H này chính là H của HCl, do đó HCl cũng là 1 mol. Như vậy, từ đây ta sẽ dùng bảo toàn khối lượng để tìm ra khối lượng của muối theo cầu của đề bài bằng cách lấy 20 g kim loại cộng cho khối lượng của HCl là 1 nhân 36,5 và trừ cho khối lượng hydro là 0,5 nhân 2. Kết quả của phép tính này ta được là 55,5. Do đó đáp án C được chọn. Câu thứ 7. Cho hỗn hợp CaO và sắt NO tan hết với dung dịch HCl1M thu được 9 g nước. Tính thể tích của dung dịch HCl đã dùng. Từ số liệu về nước là 9 g, ta nhanh chóng đổi ra được mol nước là 0,5 mol. Đây là số mol đang có và đề bài yêu cầu tính số mol của HCl, và tương tự như bài 6 ở trên cũng liên quan giữa HCl và H2O là nguyên tố hydro. Với mol nước là 0,5 mol thì dễ dàng suy được mol H là 0,5 nhân 2 bằng 1 mol, và mol H cũng chính là mol HCl. Vậy từ đó ta sẽ dễ dàng tính được thể tích dung dịch HCl, lấy số mol là 1 chia nồng độ mol cũng là 1, nên ra đáp án là 1 lít. Câu số 8. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. A. Chlorovoy là muối hỗn tạp. Chlorovoy có công thức là CaOCl2. Đây là công thức ghi gộp từ hai muối canxi, muối CaCl2 trong đó lo có số hóa trừ 1 và muối CaClO với gốc hypochlorơ với số hóa là cộng 1 của clo. Do đây là muối tạo từ kim loại và hai gốc axit nên phát biểu A là đúng, đây là một muối hỗn tạp. Phát biểu B, như phân tích ở trên thì đúng, chlorovoy là muối của một kim loại liên kết với hai loại gốc axit, tức là ta có gốc axit Cl-1 từ HCl và gốc ClO từ axit hypochlorơ HClO. Câu C, clo trong chlorovoy có số hóa là trừ 1 và cộng 1. Theo như phân tích phía trên thì câu C cũng là đáp án đúng. Do đó đáp án sai là đáp án D. Chlorovoy là muối tạo bởi hai kim loại là sai, chỉ từ một kim loại canxi. Câu thứ 9.
Hòa tan khí clo vào dung dịch NaOH dư ở nhiệt độ phòng thu được các chất nào? Câu 9 đã đề cập đến phản ứng của clo tác dụng với dung dịch 3 giờ ngay điều kiện thường để tạo ra nước Savem. Sản phẩm chứa NaCl, NaClO và nước. Tuy nhiên do ta dùng 3 giờ dư nên ngoài các chất tan NaCl và NaClO còn có cả NaOH dư. Quan sát ta thấy đáp án A đang thỏa mãn. Câu 10. Dùng bình thủy tinh có thể chứa được các dung dịch axit nào dưới đây? Trong chương trình lớp 10 như ta biết axit HF sẽ ăn mòn được thủy tinh có thành phần chính là SiO2. Theo phản ứng để tạo ra SiF4. Như vậy ta không thể dùng bình thủy tinh để chứa axit HF. Do đó đáp án A không thỏa do chứa HF. C cũng vậy và D cũng vậy. Nên đáp án B là đáp án được chọn, có thể dùng bình thủy tinh để chứa các axit HCl, H2SO4 và HNO3. Câu 11. Oxy tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm nào dưới đây? Oxy là phi kim có tính oxy hóa mạnh. Tuy nhiên, oxy và clo không tác dụng trực tiếp được ở đáp án A. Và tương tự vậy, oxy không tác dụng trực tiếp được với iốt. Ở đáp án C, quan sát ta thấy oxy không tác dụng được với vàng ở điều kiện thường. Do đó, đáp án D được chọn, gồm chứa các kim loại magie, canxi, các phi kim hydro, aluminum đều dễ dàng bị oxy hóa bởi oxy. Câu 12. Ứng dụng nào sau đây không phải của ozone? Ozone là chất có tính oxy hóa mạnh, mạnh hơn cả oxy. Do tính oxy hóa mạnh nên các ứng dụng như tẩy trắng ở đáp án B, sát trùng ở đáp án D là phù hợp. Chữa sâu răng, đây là ứng dụng được nêu trong sách giáo khoa cũng là phù hợp. Còn việc điều chế oxy trong phòng thí nghiệm bằng ozone là điều này không có. Bởi vì trong phòng thí nghiệm ta không thể thể lấy cái bình ozone để mà điều chế oxy. Và như ta biết là để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm phải từ phản ứng nhiệt phân những chất vào oxy, ví dụ như thuốc tím để tạo ra oxy. Câu 13. Cho các phát biểu sau từ A đến E. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là: phát biểu A, trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxy hóa, đây là phát biểu đúng. Tuy nhiên ta cần nhớ ngoài flo còn có O2 và O3 luôn là chất oxy hóa trong các phản ứng hóa học. Phát biểu B, axit fluoric là axit yếu là đúng. Trong các axit của halogen từ trên xuống dưới thì HF là axit yếu nhất. Sau đó đến HCl mạnh hơn, HBr mạnh hơn nữa và cuối cùng Hi là mạnh nhất. C. NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng có thành phần trong thành phần của kem đánh răng là đúng. Đây là câu đúng thứ 3. D. Trong hợp chất các halogen đều có số hóa từ -1 đến +7. Điều này đúng với phần lớn các halogen trừ flo. Flo không thỏa. Flo chỉ có luôn là chất oxy hóa nên luôn có số hóa -1. Nên phát biểu D là sai. Phát biểu E, tính khử của các ion halogenua tăng dần từ trên xuống dưới là đúng. Như ta biết với các halogen từ trên xuống dưới, tính oxy hóa của nó giảm dần. Đây là chiều giảm dần của tính oxy hóa. Như vậy tính khử của các ion sẽ tăng dần. Nên phát biểu E là phát biểu đúng.
Như vậy ta có 4 phát biểu trong tổng số 5 phát biểu, nên đáp án B được chọn. Câu 14. Nhiệt phân 31,6 gram thuốc tím một thời gian thu được V lít oxy và 30 gram chất rắn. Giờ đề bài yêu cầu nêu ra dữ kiện là nung một thời gian, tức là phản ứng không hoàn toàn, nên sau này thuốc tím vẫn còn dư. Quan sát phản ứng nhiệt phân thuốc tím để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm như sau: tạo ra K2MnO4, MnO2 và khí oxy. Như vậy phần thuốc tím ban đầu 31,6 gram gồm 2 phần, một phần phản ứng theo phản ứng trên và một phần không có phản ứng. Phần không phản ứng này vẫn còn lại phía sau phản ứng. Như vậy ban đầu ta có thuốc tím là 31,6 gram và hỗn hợp rắn phía sau là 30 gram. Do đó ta thấy chênh lệch giữa hai giá trị này chính là khối lượng của oxy. Nên từ đó nhanh chóng ta sẽ tìm được khối lượng của oxy là phần chênh lệch giữa hai khối lượng trên, tức là 31,6 và 30, hay là 1,6 gram. Để bài hỏi thể tích của oxy nên tiếp tục ta sẽ đổi ra mol oxy, thì đó tìm ra thể tích. Do khí oxy là O2 nên khi tìm mol oxy ta phải chia M lớn O2 là 32. Kết quả này ra là 0,05 mol. Từ đó nhanh chóng có được thể tích khí oxy là 0,05 nhân 22,4. Ta được kết quả là 1,12 lít. Nên đáp án A được chọn. Câu 15. Cho các phản ứng hóa học sau, số phản ứng trong đó lưu huỳnh thể hiện tính khử. Tính khử là lưu huỳnh sẽ tác dụng với các chất oxy hóa. Quan sát đáp án A ta thấy thỏa mãn, chất oxy hóa là oxy. Đáp án B thỏa mãn với chất oxy hóa là phlo. Đáp án C không thỏa mãn do HR là chất khử. Đáp án D thỏa mãn do chất oxy hóa là axit nitric đặc. Như vậy có 3 phản ứng được chọn. Tuy nhiên có thể kiểm tra sự thay đổi số hóa của lưu huỳnh trong các phản ứng. Do lưu huỳnh thể hiện tính khử nên số hóa lưu huỳnh sẽ tăng lên. Thí dụ trong phản ứng A, lưu huỳnh từ 0 tăng lên cộng 4. Phản ứng B, lưu huỳnh từ 0 tăng lên cộng 6. Phản ứng D, lưu huỳnh từ 0 cũng tăng lên cộng 6. Câu 16, hợp chất nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa? Như vậy hợp chất sẽ chứa nguyên tố có trạng thái số oxy hóa trung gian, có thể tăng số oxy hóa hoặc giảm số oxy hóa. Quan sát các đáp án ta thấy đáp án C được chọn. Do trong đáp án C lưu huỳnh có số hóa là dương 4. Lưu huỳnh dương 4 có thể tăng lên cao nhất dương 6, có thể giảm xuống 0 hoặc là -2. Trong khi các hợp chất còn lại lưu huỳnh đều có trạng thái số hóa dương 6 nên không thỏa mãn. Câu 17. Một mẫu khí thải được sục vào dung dịch đồng sulfat thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này là do trong khí thải có chất nào? Trong chương trình lớp 10 ta cần nhớ hai kết tủa màu đen, đó là kết tủa đồng sulfua và kết tủa chì sulfua. Đây là hai kết tủa màu đen không tan trong axit. Như vậy do ta đã dùng dung dịch muối đồng nên trong thành phần của khí phải có ion sulfua, và quan sát ở đáp án A phù hợp. Tuy nhiên ta có thể minh họa phản ứng của đồng sulfat khi gặp hydro sulfua, thì đây là phản ứng trao đổi để tạo ra kết tủa COOH màu đen.
và nằm đang tồn tại chung với axit sulfuric, nhưng kết tủa CoS không tan trong axit sulfuric nên không có phản ứng ngược lại. Ta tiếp tục với câu 18. Câu 18 là bài toán của khí H2 với 3 giờ anh não H. Biết mol H2 là 0,1. Biết mol 3 giờ anh não H là 0,3. Đề bài hỏi tạo ra muối gì? Như vậy ta sẽ lập tỷ lệ T để kiểm tra. Tỷ lệ T là mol của OH trừ hay là mol của anh não H chia mol của SO2. Tỷ lệ này sẽ là 0,3 chia 0,1. Ta được kết quả T bằng 3 là một giá trị lớn hơn 2. Do T bằng 3 lớn hơn 2 nên phản ứng sẽ tạo ra muối trung tính SO3 2 trừ và có ion OH trừ còn dư. Điều này thể hiện ở đáp án A. Câu 19. Trong điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng từ A đến E. Trong các phản ứng trên, số phản ứng chỉ xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là. Quan sát các đáp án A. Nếu axit sulfuric là loãng thì không hòa tan được carbon nên đáp án A xảy ra với dạng axit sulfuric là đậm đặc. Đáp án B. Sự hòa tan của sắt 2 hydroxit trong axit. Sau này sản phẩm vẫn là sắt 2, như vậy không có sự thay đổi số hóa. Đây chỉ là phản ứng trao đổi nên phù hợp với việc chọn axit sulfuric là axit loãng. Đáp án C. Sắt 2 oxit với số hóa dương 2 nhưng mà sau phản ứng đã tăng lên dương 3. Như vậy đây là phản oxy hóa khử. Vậy sắt 2 đã tác dụng với chất oxy hóa mạnh nên axit này là đậm đặc. Và lý luận tương tự như vậy ở đáp án D, axit sulfuric cũng là đậm đặc nên có thể hòa tan được sắt lên tới sắt 3 và ra sản phẩm khử SO2. Tuy nhiên lưu ý phản D chỉ xảy ra với axit sulfuric đậm đặc và đun nóng. Như vậy trong số các phản trên chỉ có phản ứng ở đáp án B là xảy ra với axit sulfuric loãng nên đáp án C được chọn. Câu 20. Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai? A. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp sẽ giữ được lâu hơn. Điều này là đúng. Bởi vì khi giữ nhiệt độ thấp thì tốc độ của các phản ứng lên men của thực phẩm sẽ chậm đi và do đó giữ được lâu hơn. B. Than cháy trong oxy nhanh hơn. Trong oxy nguyên chất sẽ nhanh hơn khi cháy trong không khí. Đây cũng là phát biểu đúng. Vì oxy nguyên chất dĩ nhiên có nồng độ lớn hơn so với oxy trong không khí và nồng độ cao như vậy sẽ làm tăng vận tốc phản ứng. C. Nước giải khát được nén khí CO2 vào ở áp suất cao. Vậy khi nén áp suất cao làm cho khả năng hòa tan của CO2 sẽ nhiều hơn nên tạo ra môi trường có tính axit mạnh hơn, đó là axit carbonic. Nên kết quả là làm tăng độ chua sẽ lớn hơn hay độ axit sẽ lớn hơn. Đây cũng là phát biểu đúng. Phát biểu D. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao sẽ nhanh hơn khi cháy với mặt đất là phát biểu sai. Vì với tầng khí quyển trên cao, nồng độ oxy sẽ ít hơn so với dưới mặt đất nên tốc độ cháy sẽ chậm hơn chứ không phải là cháy nhanh hơn. Do đó đáp án D được chọn. Trên đây ta đã trình bày xong phần 20 câu trắc nghiệm. Tiếp theo sẽ là 3 câu trong phần tự luận. Ta bắt đầu với câu thứ nhất. Tính thể tích khí clo thu được khi cho 15,8 gram kali permanganat tác dụng với axit clohydric đậm đặc. Trong câu này đề bài đang đề cập đến phản ứng điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Dùng tác nhân oxy hóa là thuốc tím K-4 để oxy hóa Cl-1 trong HCl. Sau phản ứng thì mangan cộng 7 trong môi trường axit sẽ giảm xuống mangan cộng 2 ở muối MnCl2.
Clo trừ 1 sẽ tăng lên clo không. Nguyên tố kali tạo ra muối KCl và cuối là nước. Về cân bằng phản ứng thì quan sát sự thay đổi số hóa của mangan, ta thấy lập 5 trao đổi 5 e hay quá trị 5. Cl2 quen thuộc với quá trị 2, như vậy chất quá trị 2 ta sẽ nhân 5 và chất quá trị 5 ta sẽ nhân 2. Từ việc cân bằng hai hệ số trên, ta sẽ có các hệ số tiếp theo như sau. Tiếp theo về phần số liệu. Số liệu đang cho là của thuốc tím. Nhanh chóng ta tính được mol của thuốc tím. Lấy 15,8 chia cho M lớn của K-4, gồm 39 của kali, 55 của mangan và 16 nhân 4 là 64 của oxy. Kết quả phép tính này ta được mol thuốc tím là 0,1 mol. Đây là cơ sở ta mol suy ra mol của chất cần tìm là mol của khí clo. Theo phản ứng ta thấy khí clo có số mol bằng 5/2 lần mol của thuốc tím, bằng 5/2 của 0,1. Thế ta được kết quả là 0,25 mol. Và điều đó tính được thể tích khí clo là 0,25 nhân 22,4. Ta được kết quả cuối cùng là 5,6 lít. Câu số 2, cho M gam đồng phản ứng hoàn toàn với axit sulfuric đặc nóng dư. Sau phản ứng kết thúc thu được 0,2 lít khí H2 điều kiện chuẩn, tính khối lượng đồng đã tham gia phản ứng. Phản ứng được đề cập trong câu số 2 là phản ứng của đồng tan được trong axit sulfuric đậm đặc. Axit sulfuric đậm đặc có tính oxy hóa mạnh, hòa tan được cả kim loại sang hydro. Sản phẩm sẽ tạo ra muối đồng simphat. Sản phẩm khử của lưu huỳnh cộng 6 trong axit sulfuric đặc theo như đề bài cho ra là SO2. Trong phản này đồng số hóa từ 0, sau này là đồng cộng 2, đã trao đổi 2 e hay quá trị 2. Trong axit sulfuric lưu huỳnh cộng 6, sau này tạo sản phẩm khử SO2, trong đó lưu huỳnh cộng 4 cũng đã trao đổi 2 e, cũng quá trị 2. Do đó muối đồng simphat và SO2 đều quá trị 2, nên hệ số của hai chất này sẽ là 1:1. Từ đó ta sẽ nhanh chóng đặt hệ số cân bằng của H2SO4 và H2O. Về số liệu, ta đang có mol khí SO2 là 0,2 mol, do bài toán 4,48 chia 22,4. Theo như phản ứng thì mol SO2 cũng là mol của kim loại đồng. Do đó nhanh chóng ta có được khối lượng của đồng là 0,2 nhân 64 bằng 12,8 gram. Câu số 3, hòa tan hết 8,45 gram oleum có công thức H2SO4 3SO3 vào nước dư. Để trung hòa dung dịch thu được cần V ml dung dịch cao H1M, tính giá trị của V. Phản ứng xảy ra khi hòa tan oleum vào nước là phần SO3 trong oleum sẽ kết hợp với nước để tạo ra thêm H2SO4. Đây là H2SO4 từ SO3. H2SO4 từ SO3 và H2SO4 đang có trong oleum sẽ bị trung hòa bởi KOH để tạo ra muối trung hòa kali simphat.
Theo đề bài đang tìm số liệu về 3 giờ KOH thì số liệu này được biết từ số liệu của axit sulfuric có trong oleum tạo ra. Bắt đầu về phần số liệu, với khối lượng 8,45 gram oleum ta có thể tìm được mol của oleum bằng cách lấy 8,45 chia m lớn của oleum. M lớn oleum gồm H2SO4 của M lớn là 98 và 3SO3 tức là 3 × 80. Bài toán này ta được kết quả là 0,025 mol. Với 0,025 mol oleum thì ta biết trong đây đang chứa axit sulfuric cũng số mol là 0,025 và đang chứa SO3 có số mol sẽ gấp 3 lần, tức là 0,025 nhân 3 bằng 0,075. Theo phản ứng ta thấy SO3 ở phản ứng thứ nhất tạo ra H2O4 bằng về mol. SO3 là 0,075 sẽ tạo được 0,075 mol axit. Như vậy đây cũng chính là mol H2SO4 do SO3 tạo ra. Như vậy, dung dịch sau khi cho nước vào ta có tổng mol H2SO4 là 0,025 đang có và 0,075 do SO3 tạo ra, tức là 0,1 mol. Theo phản ứng số 2, để trung hòa axit này cần dùng KOH và lượng KOH có số mol gấp đôi số mol axit đang có, nên ta dễ dàng suy ra được số mol KOH gấp đôi axit là 0,2, tức là 0,2 mol. Từ đó sẽ trả lời được thể tích của dung dịch KOH bằng cách lấy số mol là 0,2 chia nồng độ mol là 1 m, kết quả là 0,2 lít hay là 200 ml. Để bài hỏi đơn vị thể tích là ml nên kết quả cuối cùng là 200 ml. Đến đây tôi đã giải xong đề kiểm tra học kỳ 2 môn hóa học lớp 10 năm học 2015-2016. Hy vọng với các kiến thức cơ bản trong đề này cũng giúp các em ôn tập tốt cho nội dung chuẩn bị kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Hẹn gặp các em ở lần giải đề tiếp theo. Thân ái, chào các em.